Xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT. Thì ở đây con đang có một cái lô linh sam 86 loại mini cho cô chú mình về ghép tiêu cảnh rất là dễ dàng và rất là đẹp. Thì vườn con đã ép chậu nhỏ này kia đồ sẵn hết rồi, thì cây đang phát triển rất là tốt. Thì cô chú mình mua về thì có tiêu cảnh là để vô mình chơi liền luôn, mình cắt tỉa hoặc là mình về mình uốn éo làm những cây bonsai mini cũng rất là ok ha. Thì dạng này á, vườn con đã nhân giống và nuôi dưỡng trong cái chậu này là 1 năm rưỡi, gần 2 năm. Thì vườn con có bán hổm dài cái, nói chung là về số lượng rất là nhiều. Và vườn con cũng đã bán rất là nhiều rồi, còn có một ít đây hả, khoảng chừng ba mấy 40 cây. Thì vườn con lên giá mềm cho cô chú mình tham khảo ha. Thì nếu như mà cái dạng mà 86 này cô chú mình mua thì con giao lưu với giá là 10 cây 230 ngàn, vườn con bao luôn phí vận chuyển cho cô chú mình ha. 10 cây linh sam 86 mini ghép tiêu cảnh 230 đó, bao ship. Còn nếu như cô chú mình không có chỗ nhiều thì có muốn mua số lượng 5 cây á thì giá là 120, thì vườn con không có bao ship nha, 120 là không bao ship 5 cây. Tiền ship là 30 ngàn cho một đơn hàng 5 cây như thế này ha. Cây rễ bọng được cũng khá là ok, và cô chú mình vô dây uốn mini được chắc chắn luôn, rất là dễ dàng. Còn khoảng chừng ba mấy 40 cây nha, cô chú mình có nhu cầu thì liên hệ vườn con, số điện thoại để trên tiêu đề ha. 10 cây là 230 bao ship, còn 5 cây là 120 không bao ship ha. Rồi, ngoài cái thằng 86 nó ra thì con có những cái cây cận thân cổ đế quái, thì cây đang phát triển rất là tốt, rất là ok. Ưu điểm của nó là vườn con đã quấn những cái củ đế rất là quái, hầu như là cây nào cũng vậy. Về cô chú mình quấn lại dán đổ, dán bay, dán trực, dán quyền gì cũng được hết, lý do là vì cái thân của nó còn nhỏ, còn củ của nó thì con quấn vậy đó, quá quái luôn. Trái hiện tại con đang bán là 35 ngàn, nhưng mà nếu như cô chú mình mua 10 cây là vườn con bao phí vận chuyển luôn ha. 10 cây bao ship tặng thêm một cây nữa. Đó, cô chú mình có nhu cầu mua cần thăng thì liên hệ vườn con luôn. Đó, cảm ơn cô chú mình đã xem nha. À, hoặc là cô chú mình muốn mua là 5 cây cần thăng, 5 cây 86 thì cộng lại con sẽ bao ship luôn nha. Đó, vậy cho cô chú mình dễ chơi luôn. Có hai loại để chơi nha. Rồi con xin mến chào nha.